Việt Nam bất ngờ chiếm ngôi số 1 Đông Nam Á về sức mạnh và quy mô của hạm đội tàu ngầm. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2016, theo thống kê của nhiều trang thông tin chuyên về quân sự, Hải quân Nhân dân Việt Nam khi đó tiếp nhận tổng cộng 5 tàu ngầm diesel điện Kilo 636 sản xuất tại Nga. Lúc này, chúng ta đứng thứ 25 thế giới và đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, đồng hạng với Indonesia và đứng sau Singapore khi Hải quân bạn có 6 tàu ngầm. Sang đến đầu năm 2017, Việt Nam được Nga bàn giao nốt tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng giúp hoàn thiện lực lượng chiến đấu dưới nước, đồng thời đưa chúng ta lên vị trí số 1 của ASEAN, chia sẻ ngôi vị này cùng với Hải quân Singapore. Tuy nhiên, sang đến tới năm 2018, thống kê của trang Nava Analyze đã cung cấp một diễn biến mới, đó là Việt Nam từ chỗ đồng hạng với Singapore thì nay đã độc chiếm vị trí số 1 khu vực về quy mô hạm đội tàu ngầm. Sự thay đổi đến từ nguyên nhân chính là Hải quân Singapore vừa loại biên hai trong tổng số 4 tàu ngầm lớp Challenger của họ. Hiện tại quốc gia nhỏ bé này chỉ còn hai chiếc lớp Challenger cùng hai chiếc lớp Archer do Thụy Điển chế tạo. Hải quân Indonesia vẫn ổn định ở vị trí thứ ba với tổng cộng 5 tàu ngầm, bao gồm hai chiếc Casca, tên Indonesia đặt cho lớp tàu ngầm Thai 209-1300 của Đức và ba chiếc thuộc lớp Naga Pasa, phiên bản tàu ngầm Trang Bongo do Hàn Quốc chế tạo cần lưu ý là trang Bongo được xem như biến thể của Type 209 1400. Hải quân Hoàng gia Malaysia cũng không thay đổi quy mô hạm đội tàu ngầm với hai chiếc thuộc lớp Scorpene sản xuất tại Pháp, mặc dù số lượng ít nhưng đây lại là tàu ngầm được đánh giá tốt nhất khu vực. Trong tương lai gần, bản danh sách trên sẽ có một số thay đổi khi Hải quân Singapore dự kiến tiếp nhận hai tàu ngầm cực kỳ tối tân Type 218 SG được nhà thầu Techeen Group Marine System thiết kế theo yêu cầu của riêng họ khi đó, Singapore sẽ trở lại vị trí dẫn đầu cùng Việt Nam. Ngoài ra, Hải quân Indonesia cũng đang lên kế hoạch hợp tác với Hàn Quốc để đóng thêm một số tàu ngầm lớp Naga Pasa. Hiện tại chưa rõ số lượng cụ thể, nhưng nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, thì với tiềm lực kinh tế và khoa học kỹ thuật của mình, quốc gia vạn đảo mới thực sự độc tôn vị trí dẫn đầu. Cuối cùng là Hải quân Hoàng gia Thái Lan, dự kiến họ sẽ nhận chiếc tàu ngầm Thai 26T do Trung Quốc đóng vào khoảng năm 2020. Bên cạnh đó, chính phủ nước này đã công bố dự án đầy tham vọng kéo dài 7 năm để chế tạo tàu ngầm mini nội địa lớp Chai Tuy rằng đi sau, nhưng Thái Lan cho thấy họ sẽ là một lực lượng không thể coi thường.